Khi mà đăng ký thành công thì các bạn sẽ nhận ngay là 40 boy và có giá trị là 40S. Các bạn sẽ dùng số boy này để điểm danh hàng ngày và kiếm kim cương. Khi mà có kim cương. Khi mà có kim cương thì các bạn có thể bán trực tiếp ra Việt Nam đồng cho người mua ở chợ đen hoặc là các bạn có thể đổi thẻ cào với 0,87 kim cương sẽ được cái thẻ 20k. Trước khi vào chủ đề chính của video thì mình sẽ quay random để chọn ra một bạn may mắn nhận giải thưởng nhé. Để tham gia Evan xuyên suốt video thì các bạn chỉ cần like và comment cộng thêm là phương thức mà mọi người muốn nhận tiền nhé. Ở cái video ngày hôm nay thì chúng ta có 28 lượt comment thì mình sẽ tìm ra bạn may mắn nào. Ok, bạn này nhận Momo nhé. Đã trao giải thành công cho bạn Lầu A Vũ. Và chủ đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cái sự kiện đến từ cái cái web Warpay. Cái sự kiện này rất là hot khi mà các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được hay là 40 boy tương đương là 40 đô nhé. Cái link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Khi mà các bạn kích phần link đăng ký thì nó sẽ có phần giao diện như thế này. Đầu tiên thì các bạn sẽ điền cho mình cái địa chỉ email. Sau đó thì mọi người ấn get verification code. Nó sẽ gửi về mail của các bạn gồm 6 ký tự thì các bạn hãy nhập vào đây giúp mình. Và lưu ý là thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra lỗi thì các bạn sẽ check lại mạng giúp mình nhá. Sau đó thì các bạn sẽ ấn phần mật khẩu của các bạn vào đây và ấn register khi mà ấn đăng sau đăng ký sau thì các bạn sẽ trực truy cập vào app và có hiện cái giao diện như thế này là đã đăng ký thành công và các bạn sẽ nhận được là 40 boy rồi sau khi mà có boy rồi thì các bạn có một câu là làm thế nào để nhận được kim cương Thì chúng ta sẽ có một cái điều kiện quan trọng nhất để các bạn có thể nhận được kim cương Đủ 100 boy thì các bạn mới có điều kiện để check in hàng ngày để nhận kim cương nhá Nên các bạn sẽ cố gắng tuyển cho mình rep Mỗi rep thì các bạn sẽ nhận được là 10 boy Vị trí là các bạn chỉ cần đăng ký và tuyển cho mình 6 rep Hoặc các bạn có thể cheat được nhá Thì các bạn cố gắng là mỗi người sẽ cho mình là 100 boy boy này tương đương là 100S nhá. Thì hàng ngày khi mà các bạn có phần boy này thì các bạn sẽ nhìn thấy một check in đấy không? Thì các bạn ấn check in giúp mình thì nó sẽ nhảy sang phần kim cương này giúp bạn nhá. Thì uh, kim cương nó sẽ được tính thế nào? Sẽ bằng 0,2% số lượng boy của mọi người nhá. Rồi, ok, đến cái phần tiếp theo là làm thế nào để mọi người lấy link từ Red thì các bạn sẽ kích lên cái phần UID này, mọi người sẽ kích thêm phần này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ điền cho mình một số thông tin nếu mà các bạn thấy quan trọng Như ví dụ như là nickname các kiểu này Thì các bạn sẽ nhìn thấy phần C with friends. Mọi người sẽ ấn vào đây giúp mình Mọi người sẽ copy cái phần link này để mọi người đi tuyển rep hoặc là cheat nhá Rồi, thì cái lượng boy nó sẽ cộng trực tiếp vào đây cho mọi người Thì đủ 100 boy thì các bạn sẽ ấn check in và các bạn nhận được kim cương Ồ, oh, rồi, có kim cương rồi thì làm sao thì chúng ta có thể bán Hiện tại ở trên phần Telegram sẽ có những cái kênh chợ đen Người ta thu mua cái kim cương này cho các bạn Thì các bạn có thể bán lại à, Đối với những cái kênh mà các bạn đi mua lại ý, Thì các bạn có thể mua phải cái giá là 24.000 trên một kim cương Còn khi mà các bạn bán ra thì tùy những kênh người ta sẽ mua cho các bạn nhé Và cái app nó không liên quan ấy, các bạn mua bán thì mặc thôi Rồi, cái phần này thì mình sẽ nói qua ở đây nó sẽ có cái phần chen out này, chen out để các bạn có thể bán được kim cương ấy thì mình sẽ review cho mọi người sau khi mà mình tìm hiểu rõ về cách bán cũng như là mua nhá Còn mình sẽ giới thiệu qua về cách có thể mọi người có thể mua được thẻ cao Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái phần World Store này Và mọi người lưu ý giúp mình nhá Làm nhanh sự kiện sẽ đến ngày mùng 5 tháng 2 nó sẽ end đấy À mùng 2 tháng 5 rồi, mọi người sẽ nhìn thấy cái phần điện thoại không? Mọi người sẽ kích vào đây giúp mình. Đây là một cái app về mua sắm kiểu như Shopee, Lazada nhưng nó sử dụng kim cương đó. Đó, thì mọi người có thể nhìn thấy những đại lý điện thoại này. Thì mọi người sẽ kích vào đây. À, hiện tại thì đang có là 0,87 kim cương Thì mọi người sẽ nhận được là 20k DM chính là kim cương nha mọi người nhá Thì cái phần này này thì ở video lần sau Thì mình sẽ review cho mọi người Còn mọi người cố gắng chơi nhanh giúp mình thôi Kèo thì rất là nhanh Và mùng 2 tháng 5 thì nó sẽ kết thúc Cái event tặng này Thì các bạn sẽ cố gắng nhá Và mình hy vọng nó sẽ có một cái event đợt sau Để chúng ta cùng chơi nữa rồi, mọi vấn đề gì thắc mắc hay không hiểu thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình. Và lưu ý này, 100 boy thì mọi người mới có thể điểm danh để nhận kim cương. Và hàng ngày mọi người cần phải điểm danh nhá, có kim cương nhiều. Cái minh chuyển kim cương sẽ là một kim cương thì mọi người mới chuyển đi được. Rồi, ok, mọi vấn đề thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp qua Facebook của mình, link mình sẽ để dưới phần mô tả.